tới rồi nè. Có đúng địa chỉ này không? Để ta vô coi. Đúng rồi, 251/2/2. Để ta bấm chuông thử. Chào Mai. Dạ chào anh. Anh chào Thư. Sao lại là anh? Là anh thì sao? Anh không đón em thì còn ai đón nữa? Đây là nhà của anh mà. Ra vậy. Vậy mà em cứ tưởng người đón tụi em là phụ huynh của bé chứ. Thì anh là phụ huynh của bé My mà. Mời em vào. Dạ. Là sao? Tao không hiểu. Anh Tuấn là cậu của bé My, học sinh của mày đó. Anh nghe tao nói mày cần chỗ dạy nên anh nhờ luôn. Vậy là tiện cả đôi đường. Mời hai em. Dạ. Mọi chuyện anh sẽ đứng ra bàn với tụi em, từ cách học của bé My cho đến tiền lương hàng tháng. Ý Thư sao? Việc này em hoàn toàn nhờ vào Mai. Em không có ý gì hết. Ba mẹ của bé My bận công việc lắm, cho nên không quan tâm tới chuyện học hành của nó. Mọi chuyện sẽ giao cho anh hết. Tốt quá. Nhỏ bạn của em đang run nè. Nếu gặp các bậc phụ huynh khó tính quá, chắc nó bỏ của chạy lấy người luôn đó anh. Wow, nhà của anh Tuấn đẹp quá. Đây không phải là nhà của anh. Anh mới về nước. Ba mẹ của anh ở nước ngoài. Ừ. Anh dọn về ở với cô chú thôi. Ừ, anh ơi. Dạ, học trò của em đâu ạ? Chờ anh chút nha. My ơi. Cậu gọi con có gì không? Đây là My, cháu của anh. Còn đây là cô Thư, cô giáo của con. Chào dạ. Cô đi con. Chào cô. Chào em. Quá, cô giáo đẹp quá. Cô có bồ chưa cô? Đẹp như cô chắc là có bồ rồi. Mà có đẹp trai không cô? My, không có được nói bậy. Lên lầu học bài đi. Ngày mai cô giáo tới dạy đó. Dạ. Đi. Bye bye cô giáo xinh đẹp nha. Bọn trẻ bây giờ nhạy cảm với chuyện yêu đương lắm. Thật ra thì ngày trước tụi mình cũng như vậy. Nhưng vì gia đình cấm đoán quá cho nên giấu luôn. Bé My còn ham chơi lắm, không có quan tâm tới chuyện học hành đâu. Thứ gì cũng có ba nó lo hết. May mà có Mai giới thiệu, người bạn học giỏi đã làm gia sư, cho nên anh nhờ thôi. Nhỏ Mai nó nói quá đó anh. Anh đừng có tin nó. Có sao nhận vậy, có gì quá đâu anh. Mà nè, Thư đừng có hiền lành với nó quá nha, coi chừng bị nó bắt nạt đó. Cậu cứ tiếp tục tuyển người cho tôi đi. Hiện những người mới vẫn chưa đủ tiêu chuẩn mà tôi đề ra. Cậu có để ý thấy chuyện gì lạ ở vũ trường không? Chị định hỏi về chuyện gì? Không phải tất cả những nhân viên đều xôn xao về một chuyện hay sao? Tôi chỉ làm đúng công việc của mình. Tôi không quan tâm người ta xôn xao về vấn đề gì. Hay lắm. Thật ra tôi hiểu là không có chuyện gì có thể qua mắt được cậu. Cậu biết là tôi đang tuyển mỹ nhân nam về phục vụ cho khách đúng không? Từ lúc cậu tới làm ở đây, tôi đã để ý tới cậu. Tôi nghĩ cậu rất được, rất có tiềm năng. Cảm ơn chị. Tôi không nói về công việc mới của cậu đang làm, mà tôi nói về công việc mới của tôi kia kìa. Tôi không phải hạng người bán mình. Cậu nghĩ sao là bán mình? Lao động lại được trả tiền, cũng giống như những công việc khác thôi. Có khác chăng là công việc này được trả tiền nhiều hơn. Tôi nghĩ tôi không phù hợp đâu. Vậy cậu nghĩ
tôi sinh ra phù hợp để làm một má mì sao? Mày nghĩ sao về việc làm gia sư ở nhà anh Tuấn? Không biết nữa. Thấy lo lo. Phải rồi, lâu ngày đi làm ai cũng có cảm giác như vậy hết. Với bồ, cảm giác đó càng rõ hơn. Mày nè, mày với anh chàng đó có quen biết nhau hả? Không, chỉ là khách hàng thôi chứ không phải người quen. Làm sao? Thì hồi đó mình gặp nhau ở nhịp cầu trái tim. Ngày đó anh Tuấn mới về nước, chưa có bạn gái. Anh tới tìm bạn gái đi chơi đêm Noel. Trung tâm giới thiệu tao. Vậy là đi chơi với nhau một đêm. Sau đó anh lại mời tao một lần nữa tới gặp ba má ảnh. Gặp ba má? Ừ. Coi như là ra mắt rồi. Vậy là hẹn hò tới hai lần, lại còn gặp ba má nữa. Coi bộ anh chàng đó kết mày rồi đó nha. Không dám đâu. Tao cũng đang mong được như vậy đó. Cứ hy vọng đi. Nhiều tương lai lắm. Nè, phải nhờ tới trung tâm giới thiệu. Tức là chưa có bạn gái rồi còn gì. Tao cũng nghĩ vậy. Tao cũng hy vọng tình cảm của tao với anh Tuấn không như hòn đất này. Lạ thiệt. Tao tưởng mấy người tới trung tâm giới thiệu bạn gái đâu có đẹp trai như anh Tuấn vậy. Tao nghĩ là mấy người đó phải xấu xí hoặc cao tuổi chứ. Mày lạc hậu thiệt đó. Nói cho mày hay nha, những người tới đó thường là những anh chàng rất ngon lành. Phần lớn họ đẹp trai, thành đạt, nhưng không có thời gian hẹn hò yêu đương. Lại bị sức ép gia đình, muốn bịt miệng mọi người nên tìm một cô đóng thế thôi. Hay vậy hả? Ừ. Bởi vậy á, tao mới kêu mày tới làm cùng tao nè. Thu nhập cũng được, mà có khi lại kiếm được một anh chàng hay ho. Biết đâu lại có thể lấy được làm chồng. Ừ. Chắc tao không lấy chồng đâu. Thôi đi mày. Lấy chồng là một phần cực kỳ quan trọng của phụ nữ. Cho dù không lấy chồng á thì cũng phải có tình yêu. Cuộc sống mà không có tình yêu á chán lắm. À, hay là mày vẫn còn tơ tưởng tới anh chàng Nghiêm đó. Anh ta không có xứng với mày đâu. Chắc là anh ta cũng ý thức được chuyện đó nên trốn tránh mày cũng nên. Ủa, anh về rồi hả? Ủa, anh đánh nhau với ai vậy? Thôi, đừng làm ở đó nữa. Đổi chỗ khác đi. Thì từ từ để tao tính. À, mà chiều nay Nui có tới đây đó. Anh nói gì? Anh hỏi giờ anh làm cái gì. Rồi mày nói sao? Thì em nói là anh làm công nhân của một nhà máy. Ừ, vậy được. Anh hẹn anh sáng mai gặp á.
cô em đi. Em không rảnh, anh đi một mình đi. Dạ, thưa bà, ông Tâm dặn tôi tới đón bà. Tôi đã nói với ảnh rồi, tôi không đi được. Dạ, ông chủ có dặn phải đón bằng được bà, bởi vì hôm nay có một bữa tiệc rất quan trọng. Tôi đã gọi điện rồi, cậu cứ yên tâm đi đi. Dạ, nhưng mà ông chủ dặn rồi, nếu mà đón không được bà, ông chủ sẽ la con. Thôi được rồi, cậu chờ tôi một xíu. Dạ. Anh à, anh nói người của anh về đi. Bữa nay em không được khỏe, tới đó không làm đẹp mặt cho anh đâu. Mà anh đừng làm khó dễ cho cậu Lân. Cậu ấy là người làm công, không thể chống lại lệnh của ông chủ được. Vậy nha, cậu về đi, mọi chuyện khác tôi sẽ lo. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ chào bà. Chị để tôi. Dạ, bây giờ chị đi đâu? Cho tôi về công ty ông Khâm đi. Dạ. Anh Huy, ngồi đi. Lâu rồi không gặp, dạo này anh thế nào? Tôi vẫn bình thường. Anh uống gì? Cà phê. Em ơi, lấy anh một ly cà phê. Dạ, có liền. Bình thường mà mặt mũi thế này hả? Chắc là mới đánh nhau phải không? Chỉ là va chạm nhỏ thôi, dân đường phố như tôi mà. Nghe nói dạo này cậu làm bên vũ trường golf không? Dạ. Không sao đâu, nếu làm bên chồng của tôi mà không thích á thì qua bên đó làm cũng hay. Bà chủ bên đó là bạn thân của tôi. Vậy sao? Thật ra thì tôi không muốn anh đi. Tôi nghĩ anh không ở lại là một thiệt thòi quá lớn đối với tôi. Nhưng chỉ mong người một nhé. Nhưng mà không sao, lọt sàn xuống nia mà. Anh không làm cho tôi thì làm cho bạn bè tôi cũng tốt. Sao? Không lẽ biết là bạn tôi thì anh không muốn làm nữa? Tôi không có ý đó. Bé Mì giải bài test này cho cô đi. Cô ơi, cô đẹp thiệt á. Cảm ơn em. Em làm bài đi. Cô chưa có bạn trai thiệt hả? Hay để em giới thiệu cho cô ha. Cô chưa có, nhưng chắc chắn là bạn của em không hợp với cô đâu. Sao cô chắc chắn như vậy? Cô có biết không, cái mốt bây giờ là phi công trẻ lái máy bay bà già đó cô. Mi à, cô nghĩ là em còn quá nhỏ để nói về chuyện này. Em về chỗ ngồi học bài tiếp đi. À, cô thấy cậu Tuấn em sao? Sao em lại hỏi vậy? Cậu em kết cô lắm á, nên mới nhờ cô đến đây dạy học em nè. Chứ còn em á hả, ba má em bỏ lỏng lâu rồi. Cô ơi, bạn em tới, cô chờ 5 phút nha. Mi thank you.
My. Em làm cái gì vậy? My, có chuyện gì vậy? Dạ dạ, cô giáo kêu kéo áo xuống để chụp hình post lên mạng á mà. Tại sao cô dám dạy con tôi như vậy? Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Đi ngay. Đi. Dạ chào bà. Nhanh lên mấy đứa ơi, nhanh lên, gọn gàng lên chứ. Dạ chào chị. Cậu Nghiêm đâu, sao không thấy gì? Dạ chưa thấy tới. Cậu này bữa nay tinh thần làm việc đi xuống lắm, không chịu tới đúng giờ gì hết. Có đúng không? Tôi nghĩ chắc phải có chuyện gì thì cậu ta mới như vậy chứ. Dạ chuyện này em không biết gì hết á. Ừ, liệu có chắc không? Tôi nghe nói hình như mối quan hệ của các nhân viên trong quán bar này không được tốt cho lắm. Dạ ai nói với chị như vậy ạ? Mọi người ở trong quán bar này đoàn kết lắm, tinh thần làm việc rất cao. Ừ, tôi hy vọng là cậu làm tốt. Không biết nó còn dám tới đây nữa không anh ha? Chắc sau trận vừa rồi với mấy người bảo vệ, nó cũng sợ. Thằng này nó lì đòn lắm, chắc nó không sợ đâu. Chuyện này để tao tính. Anh, nếu nó dẫn tới làm thì sao anh? Chuyện bữa hôm qua mà nói với bà chủ biết, anh em mình dễ bị đuổi việc lắm. Mình làm sao giờ anh? Muốn yên thân thì phải cho nó một trận nữa. Xin lỗi tôi đến trễ. Cậu đi thay đồ rồi làm việc lẹ lên, không bà chủ thấy rồi la tôi nữa. Dạ. Thôi được rồi, từ nay tôi sẽ lấy rượu bên chị. Nhưng mà nè, khách của tôi á, chủ yếu là khách nữ, không có uống rượu mạnh như vậy đâu. Ai đó, vô đi. Em chào chị. Ừ. Thôi được rồi, có gì tôi gọi cho chị sau nha. Ok. Có chuyện gì? Có chuyện rồi chị ơi. Chuyện gì? Nói đi. Đúng, Lãnh Bình á, có ác cảm với cậu Nghiêm thiệt. Vừa rồi á, em nghe á, Lãnh bàn với đàn em á, là lấy bóp của khách hàng á, bỏ vô trong túi của cậu Nghiêm. Anh ta dám làm như vậy à? Dạ. Bây giờ mình phải làm sao đây thưa chị? Được rồi, cậu cứ về làm việc đi. Dạ. Sao? Cậu giải thích đi. Tại sao cái bóp của khách lại nằm trong túi của cậu? Sao nó nằm trong túi tôi được chứ? Lẽ ra... Lẽ ra là cậu biết nó nên nằm ở đâu đúng không? Dạ thưa bà chủ, tôi biết hết ý đồ của các cậu rồi. Theo cậu, chuyện này ta nên xử lý như thế nào? Dạ, cứ theo quy định của ba mà làm. Như quy định là đuổi việc. Nhưng vì cậu tính làm việc ở đây đã lâu, hoàn cảnh thì lại khó khăn, cho nên lần này tôi tạm tha. Từ ngày mai công việc của cậu Nghiêm sẽ do các cậu làm. Cậu Nghiêm sẽ không làm nhân viên phục vụ nữa. Tôi làm việc gì? Từ ngày mai, cậu sẽ là đào ở trong sân. Nhưng mà tôi... Không nói nữa. Bây giờ mọi người về. Cậu vào phòng tôi. Dạ. Là muốn đi cái đầu luôn vậy đó. Tại sao mày lại làm chuyện như vậy? Tại số tao nó vậy đó. Đi đâu cũng gặp toàn chuyện xui xẻo. Tất cả là tại mày đó. Tại sao người khác không bị mà toàn dướng cho mày không vậy? Vậy mày nghĩ gì, lý do gì? Hay là vì tao muốn như vậy, tao cố tình tạo ra như vậy? Thôi, không nói nữa. Coi như mày nghĩ gì. Mày làm như vậy, họ còn làm nhẹ nhàng đó. Trời ơi, bây giờ tao mới khổ nè. Không biết nói năng sao với anh Tuấn nữa. Mày...
Anh Tuấn, anh vô nhà chơi. Ừ, anh không vô đâu. Anh đến đây để muốn nói chuyện với Thư một chút thôi. Chuyện chiều nay anh cho tụi em xin lỗi. Lần đầu tiên Thư làm gia sư nên... Ừ, anh biết. Làm như vậy là khó xử cho tụi em quá. Anh đến đây là để xin lỗi Thư, vì anh mà Thư rơi vào hoàn cảnh khó xử. Thực ra chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra. My là một học sinh cá biệt lắm. Trước đây học trong nước không được, cho nên phải cho đi nước ngoài. Giờ ba má nó cho nó quay về, mong là nó thay đổi. Ai dè. Dạ thưa chị, em cũng không ngờ là cậu Tính lại làm như vậy. Điều đó đủ chứng tỏ khả năng nhìn người của cậu rất kém. Cậu Bình à, tôi có thể không xuất hiện ở đây, nhưng ở đây vẫn là quán bar của tôi, và tôi là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Tôi quyết định ai nên ở, ai nên đi, ai được trọng dụng và ai nên không. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ em hiểu. Những chuyện vừa rồi có thể là không phải do cậu gây ra, nhưng nó vẫn nằm trong phần phận sự của cậu, nên cậu phải chịu trách nhiệm. Từ bây giờ, tôi không muốn có chuyện tương tự xảy ra nữa. Dạ, em hiểu rồi. Cậu đi được rồi. Dạ. Vô đi. Xin lỗi chị, tôi không làm chuyện đó được. Có chuyện gì? Xin lỗi chị, tôi không thể làm đầu nam cho chị được. Hơn nữa, tôi cũng muốn xin nghỉ việc ở đây. Tại sao? Như chị nói, muốn làm việc thì phải biết thích nghi. Nhưng tôi thì không thể thích nghi với mọi người ở đây được. Tôi ghét nhất là kẻ thất bại. Và cậu đang có tư duy của một kẻ thất bại, không dám nhìn thẳng vào sự thật. Đúng vậy, tôi cũng đành chịu như vậy thôi. Tôi sẽ không nhận lương tháng này, coi như đó là tiền phạt vì tôi đã bỏ việc giữa chừng. Chào chị. Đứng lại. Cậu không thể đi. Vì sao? Cậu còn thiếu tôi một món nợ. Nợ gì? Nếu như ngày hôm nay mà tôi không ra tay, thì cái bóp của khách sẽ nằm trong túi của cậu, chứ không phải là nằm trong túi của cậu Tính. Còn ngạc nhiên lắm sao? Tôi sẽ không thể hình dung ra được là cậu sẽ như thế nào. Nếu như ngày hôm nay bảo vệ lục soát và tìm thấy cái bóp của khách trong người của cậu. Cảm ơn chị về chuyện đó, nhưng không phải vì vậy mà tôi chịu làm đầu nam cho chị. Chào chị. Khoan đã. Thôi được rồi, nếu như cậu không muốn thì tôi cũng không ép. Nhưng mà bây giờ nếu quay lại chỗ cũ thì cũng không được. Hay là cậu quay lại làm ở quầy lễ tân đi, công việc ở đó sẽ tốt hơn nhiều. Tại sao chị lại đối xử tốt với tôi như vậy? Có phải là do anh Uy không? Không vì một ai hết. Chẳng qua là tôi cảm thấy cậu hữu dụng. Cậu cũng nên nhớ, đừng nên dựa dẫm vào một ai để có thể tồn tại ở đây. Hãy dựa vào chính mình. Chị ơi. Chào chị. Chào cô. Trời ơi, dạo này kiếm chị khó quá. Dạo này tôi bận việc. Cô
Cô vô ngồi chơi. Mình tới chỗ chị Dẻ ngồi chơi đi. Cô uống gì tôi lấy. Khá sáo quá à. Chị cứ làm việc đi, em ngồi coi chị Dẻ cũng được mà. Vậy xin phép cô nha. Dạ được rồi mà chị. Sao vậy chị? Tôi không tài nào vẽ được nữa. Em thấy nó đẹp đó chứ. Gương mặt này không phải là gương mặt của người ấy. Em không hiểu. Người này tôi tình cờ gặp được khi đi vẽ. Đó là một gương mặt từng trải, cam chịu nhưng đầy nghị lực. Ôi, bà chị thân mến ơi, tưởng chuyện gì. Chứ nếu mà chị cần, em tìm cho chị một đống đàn ông có gương mặt giống như là chị tả, chắc chắn là chị sẽ tìm được một gương mặt ưng ý thôi. Không thể nào là một gương mặt nào khác ngoài người ấy. Nếu cô gặp người ấy, cô sẽ hiểu. Thôi, không nói chuyện này nữa. Mà gia đình của chị dạo này sao rồi? Cũng vẫn vậy. Chẳng lẽ chị cứ sống mãi như vậy sao? Chị phải sống cho riêng mình nữa chứ. Tôi còn thú vui nào nữa ngoài vẽ đâu. Hôm nay chị đi với em, em sẽ cho chị thấy cuộc sống bên ngoài còn rất nhiều điều thú vị. Chắc chắn là chị sẽ thích. Em yên tâm, em cứ điền vào hồ sơ này, xong rồi anh sẽ điện thoại cho em. Dạ. Dạ anh ơi, chào em. Em hỏi. Em ngồi đợi chút nha. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn em. Em vào bên kia nhà Miên Lai ha. Dạ, cảm ơn anh. Em ơi, mời em vào. Dạ, em nghe nói công ty mình đang tuyển nhân viên tiếp thị, phải không anh? À, phải. Em muốn đăng ký được không à? À, được chứ. Nhưng để anh xem coi. Danh sách đăng ký quá đông. Toàn lẫn cử viên sáng giá không à? Để anh coi ha, em chờ chút xíu. À, đây rồi. Còn một bộ phận tiếp thị mỹ phẩm Hàn Quốc. Em có làm được không? Dạ được hả? Em đưa hồ sơ cho anh. Được rồi, em nộp 500 ngàn. Năm 500 ngàn? Sao nộp lại phí nhiều vậy anh? Em chưa làm tiếp thị bao giờ sao? Dạ chưa. Đó không phải là tiền lễ phí mà là tiền đặt cọc. Các cô mang hàng của chúng tôi, lỡ như một đi không trở lại thì sao? Mà mỹ phẩm Hàn Quốc mắc lắm. 500 ngàn là ít đó. Nhưng mà... Sao? Không có tiền hả? Dạ có. Nhưng mà không có đủ. Mấy cái cô này, thôi được rồi, có bao nhiêu á thì vô trong đóng. Còn phần còn lại á, tôi cho mượn. Khi nào nhận lương á, trả lại cho tôi cũng được. Ha, cô dạ, vô đi. Em cảm ơn anh. Rồi, người tiếp theo. Mày chờ tao chút, 5 phút nữa tao ra. Bây giờ làm sao? Tự nhiên em xin nghỉ đột ngột như vậy. Thử hỏi, làm sao chị ăn nói với khách hàng chứ? Nhưng ba má em lên đột xuất, em không thể nào ở lại đây được. Đó là chuyện của em. Bây giờ, khách hàng người ta kêu, hợp đồng đã ký, em nói không đi làm sao được. Nhưng chị ơi, thật sự á, em không thể nào ở lại đây được. Nếu vậy, em phải nộp phạt vì vi phạm hợp đồng của khách hàng. Dạ, em xin nộp. Bao nhiêu tiền vậy chị? 1 triệu. 1 triệu? Trời, sao nhiều quá vậy? Em lấy đâu ra tiền để nộp? Đó là chuyện của em, còn không, em phải thực hiện đúng hợp đồng. Chị ơi, nhưng mà em bận thiệt mà chị. Có chuyện gì vậy? Nhiều chuyện lộn xộn lắm. Thôi bây giờ mày ra ngoài đợi tôi đi nha. Ha. Nhưng mà...
Bạn của em hả? Ừ, dạ. Hay là em nhờ bạn em đi đi. Chị thấy bạn em cũng được đó. Chắc khách hàng không phản đối đâu. Vậy bạn em thay em được không chị? Ừ, được đó. Nhưng mà không biết cô ấy diễn xuất như thế nào thôi. Chị khỏi lo, bạn em diễn xuất tốt lắm. Mấy chuyện này hả, bạn em làm được hết đó. Ok, tôi tin em. Em đi thế bạn nha. Hả? Ê, mày giúp tao nha. Giúp gì? Thì mày giúp tao đi, tao giải thích sao nha. Tao năn nỉ mày đó, nếu không tao tự tử chết bây giờ nha. Chị ơi, bạn em đồng ý rồi. Có gì chị làm việc với bạn em sao nha. Em đi đi nha chị. Bye bye. Chào chị. Chào em. Nếu cô không biết cư xử thế nào thì cứ ngồi im, đừng nói gì hết. Ba má tôi đều bị tăng huyết áp cao. Dạ. Đừng để lộ chuyện cô giả làm bạn gái của tôi. Dạ. Nếu không ba má tôi dễ bị đột quỵ lắm. Ba má tôi tới rồi đó. Tôi chào hai bác ạ. Giới thiệu ba má, đây là Thư, bạn gái con. Giới thiệu với em, đây là ba má anh. Thằng này giỏi thiệt, vậy mà giấu ba má bấy lâu nay. Bạn gái nó xinh quá ha bà. Đúng vậy. Cháu biết không, nó cứ gọi điện cho hai bác lặn lội từ Canada về đây để gặp cho bằng được cháu đó. Ba má chọn món đi. Lâu rồi ba má không có về nhà. Ở đây thức ăn như thế nào cũng không biết. Thôi để bạn gái con chọn đi. Được không con? Em cứ làm theo ý ba má đi. Dạ, lâu rồi chắc hai bác ở nước ngoài không có ăn đồ ăn Việt Nam. Để con gọi đồ ăn Việt Nam cho hai bác nhé. Chị, chị qua đây cho em nhờ tí. Được đâu, cảm ơn chị. Dạ. Sao con biết hai bác bị cao huyết áp? Anh Đạt có nói với con. Wow, sao hôm nay mẹ ăn một lần nhiều dữ vậy? Chắc tối hôm qua mẹ bị hành dữ lắm hả? Suốt đêm luôn. Chắc mấy ông chồng bà bất lực nên nhu cầu của mấy bà khủng quá. Nhưng mà được trả công xứng đáng lắm ạ. Wow, nhiều vậy hả? 300 đô một đêm đó, bằng mấy cô siêu mẫu chân dài rồi đó. Wow, tao chưa thấy bà cô nào phóng khoáng như vậy. Thường thôi. Nè. Trời ơi, bữa nay cái gì cũng lên giá. Mày đưa tao bao nhiêu đây tiền, sao đi chợ nổi? Thôi đi chợ đỡ đi, rồi bữa khác cải thiện sao ha. Đi lẹ đi. Trời ơi Thư, đi đâu mà bữa nay ăn mặc đẹp vậy? Mình có hẹn. Thư, bộ có chuyện gì hả? Tao giết mày. Trời, có chuyện gì vậy? Thằng đó nó làm gì mày hả? Nó đưa tao vô nhà hàng. Xong việc, nó đưa cho tao cái này. Trời ơi, nhiều vậy hả? Tiếc không? Ừ, cũng tiếc. Nhưng mà tao không thèm. Bữa nay
tao được đi chơi với chàng, có chết tao cũng cam lòng. Vậy mà dám nói dối là ba má lên đẩy trách nhiệm cho tao. Vì trai mà quên bạn, đáng chết 100 lần. Không nói vậy sao mày chịu giúp tao? Mà mày cũng được lợi mà. Tao không thèm. Vậy thì tao thèm, để tao xài số tiền đó cho. Còn lâu. Tình hình sao rồi? Chàng đổ chưa? Không biết. Chàng cứ lạnh lùng như tượng đá vậy. Nhưng càng lạnh lại càng hấp dẫn tao. Chết vì tình là cái chết bất thình lình. Chết vì trai là cái chết khoái thai. Chết vì tình và chết vì tiền là hai thứ đáng chết nhất trên đời này. Mày có biết không? Mà sao kỳ vậy? Nếu như chàng không có tình ý thì sao lại hẹn hò mày làm gì? Thật ra không phải hẹn hò. Bữa nay ảnh nhờ tao đi cùng để tư vấn vụ nhỏ My. Nó lại gây chuyện ở ngoài, đánh nhau tranh giành trai với mấy đứa trong trường. Anh Tuấn nhờ tao tới để nói chuyện với tụi nó. Con bé đó ghê vậy hả? Mày chưa biết hết về nó đâu. Rồi mày giải quyết có ổn thỏa không? Sao lại không? Kinh nghiệm mấy năm làm chị hai trong trường trung học. Tao cho tụi nó sợ tóe khói luôn. Mày giỏi thiệt á. Tao phục mày. Sư phụ. Chứ sao? Tao quyết định sẽ tấn công chàng quyết liệt. Không thể há miệng chờ sung được. Mời. Em. Dạ. Dạ chỉ cần gì em? Tôi muốn gặp Ngọc Thi một chút. Dạ anh đó chỉ phục vụ quán bar thôi. Cảm ơn em. Dạ. Chào cậu. Xin lỗi chỉ cần gì ạ? Cậu ra đây nhảy với tôi một bài được không? Xin lỗi tôi không phải là người dẫn nhảy. Chỉ một bản thôi mà. Nhiệm vụ của tôi là ở trong quầy. Hay để tôi kêu cho chị người khác nha. Hùng Hùng. Dạ. Chuyện gì vậy? Em mời khách nhảy giùm anh nha. Dạ. Em mời chị ra nhảy. Dạ, chào hai chị. Mời hai chị. Chờ chút ạ. Dạ, hai chị dùng gì ạ? Chị dùng gì? Gì cũng được. Hai tấm tay với trái cây em ha. Không khí ở đây không được trong sạch lắm. Không hẳn là chỗ để em cứ bỏ ưu phiền. Dạ, cho em gửi nước. Chị cũng tận hưởng cuộc sống đi. Ra nhảy mấy điệu, được mấy cậu em phục vụ cũng thú vị lắm. Chào hai người. Bà chị tôi đang buồn, cậu giúp bà chị tôi giải sầu được chứ? Dạ, xin mời chị. Cảm ơn. Em cứ ra nhảy đi, chị ngồi đây uống nước được rồi.
sao? Thấy công việc ở đây thế nào? Cũng được chị.